Mỗi ngày một con số, và ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 2,6%. Đây là tăng trưởng lượng khách quốc tế đến Việt Nam nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái, đạt khoảng 570.000 lượt khách. Mức tăng này được xem là khá chậm so với cùng kỳ 2 năm trước đó. Cụ thể, trong năm 2011 và 2012 thì tăng trưởng du khách ngoại đến Việt Nam vào nửa đầu năm đều từ 14 đến 18%. Trong khi đó, theo một thống kê của nhà tư vấn Grant Thornton, nửa đầu năm nay thì các nước khác trong khu vực lại duy trì mức tăng du khách ngoại khá ổn định, tương đồng với các năm trước đó, hoặc nếu có giảm tốc cũng là rất chậm, điển hình như Campuchia, Singapore. Riêng Thái Lan thậm chí còn tăng tốc thu hút khách quốc tế từ mức tăng chỉ 9% hồi năm trước lên mức 20% nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, với Việt Nam, một bất ngờ đã xảy ra. Chỉ sau 5 tháng kể từ khi thống kê ảm đạm này được công bố, lượng khách quốc tế đến Việt Nam theo Tổng cục Thống kê đã tăng vọt, hiện đã tăng hơn 10% so với năm 2012. Tiếp tục những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến sự chậm lại trong thu hút khách ngoại của Việt Nam so với các nước trong khu vực, nhiều nhà kinh doanh ở lĩnh vực này cho rằng đây là hiện tượng đáng để chúng ta suy nghĩ, nhất là trong trường hợp của Thái Lan, khi mà nước này vẫn còn đang đối mặt với biểu tình, lũ lụt và các tác động từ khủng hoảng kinh tế thế giới tương tự như Việt Nam. Khi tìm hiểu thì chúng tôi biết họ có rất nhiều quyết sách táo bạo ở cấp nhà nước. Ví dụ chính sách giá, chính sách giảm giá cho một số thị trường đặc biệt trọng điểm. Và họ làm rất bài bản từ trên xuống dưới. Ngược lại, cái tăng trưởng của Việt Nam là tăng trưởng tự nhiên. Kinh tế phát triển thì du lịch phát triển. Việt Nam xét ở một khía cạnh nào đó đang là nước có nhiều lợi thế để làm du lịch hơn các nước khác. Ví dụ như Việt Nam có 17 di sản thế giới, Singapore không có di sản nào, Thái Lan có 5, còn Malaysia chỉ có 3. Nhưng đây là các nước dẫn đầu về du lịch ở ASEAN nhiều năm liền. Vậy đâu là lý do thu hút du khách quốc tế đến Việt Nam có xu hướng chậm lại? Và Việt Nam có thể làm được gì để cải thiện tình hình này? Tại sao lại chúng ta có cái tăng trưởng ngược như vậy? Thì tôi nghĩ rằng là có rất nhiều nguyên nhân. Chưa có một cái khảo sát chính thức, nhưng mà cũng xin báo đồng để mọi người chia sẻ. Tôi đã đi khắp 10 nước ASEAN rồi. Thì Việt Nam là cái nước mà có an ninh xã hội kém nhất. Không ai muốn đi tới một cái nước mà tình trạng về mặt an ninh trật tự, móc túi, cướp giật, rồi giao thông hỗn loạn, rồi vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường mà như thế này cả. Những cái điều đó thì vượt quá cái tầm của các doanh nghiệp du lịch, kể cả với tổng cục cũng chịu thua. Nếu chúng ta không có những cái biện pháp cấp bách, quyết liệt và hiệu quả, thì chắc chắn là du lịch chúng ta sẽ ngày càng tụt hậu.